XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Về phong thủy thì có lẽ các bác mệnh kim sẽ rất thích những chiếc đồng hồ với bất kỳ màu gì, vì đồng hồ vốn dĩ đã là kim loại. Và chẳng phải vì thế mà các bác mệnh hỏa lại khó hơn trong việc lựa chọn cỗ máy thời gian về màu sắc hay chất liệu. Tuy nhiên thì ngày hôm nay, X-Channel xin được giới thiệu một chiếc đồng hồ có thể nói sinh ra là để dành cho những người mệnh hỏa. Nói vui vậy thôi chứ chiếc đồng hồ này sinh ra để dành cho những người cá tính và yêu thích sự nổi bật. Chắc chắn rằng nhiều bác sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên vì thực sự nó rất có sức thu hút đấy. Một lần nữa, Hublot lại vận dụng khả năng sáng tạo không giới hạn của mình để giới thiệu tới công chúng một chất liệu gốm ceramic đặc biệt. Được thiết kế và sản xuất in-house hoàn toàn bởi bộ phận nghiên cứu và phát triển của Hublot, phiên bản gốm ceramic màu đỏ này đã được cấp bằng sáng chế. Không chỉ có màu sắc rực rỡ hơn, chất liệu mới này còn cứng cáp hơn nhiều so với gốm ceramic thông thường. Bộ phận nghiên cứu và phát triển của Hublot đã kết hợp cùng Metallurgy and Material để phát triển một công thức kỳ diệu, cho phép tạo nên những màu tươi sáng hơn cho gốm ceramic. Cùng với đó, Hublot cũng hoàn thiện quá trình sản xuất mọi bộ phận của vỏ đồng hồ từ chất liệu đặc biệt này. Và nếu bạn chưa biết, gốm ceramic thường chỉ có tông màu trầm và đơn sắc, phổ biến nhất là trắng và đen. Việc tạo ra một sản phẩm gốm ceramic có màu đỏ sẫm như thế này chưa từng được thực hiện. Quá trình này kéo dài 4 năm, từ việc phát triển ý tưởng sơ khai cho đến đưa sản phẩm vào sản xuất công nghiệp. Loại ceramic mới này phát triển cũng có độ cứng ấn tượng khi đạt tới 1.500 HVI, vượt trội hơn so với ceramic thông thường. Để tạo ra được màu sắc như vậy, chất liệu này phải trải qua một quá trình kết hợp áp lực nhiệt độ, định hình chất liệu mà không làm cháy các chất tạo màu. Với phát triển hoàn thiện các phương pháp chế tác ceramic theo phương pháp này, Hublot đã sẵn sàng cho ra mắt phiên bản với sắc đỏ đun ấn tượng. Hublot chọn màu đỏ đun cho mỗi đồng hồ này là bởi màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh, niềm đam mê và vinh quang. Xét ở khía cạnh thẩm mỹ thì Hublot Big Bang Unico Red Magic thực sự quyến rũ với sắc lửa rực rỡ. Phiên bản giới hạn 500 chiếc sẽ được sản xuất với đường kính 45mm vành bezel và được làm từ chất liệu ceramic đỏ đun mà Hublot mới được cấp bằng sáng chế và hoàn thiện đánh bóng. Các chi tiết trên mặt đồng hồ từ cọc số, mặt số phụ chỉ phút và giây cho tới các chữ số Ả Rập đều được trang trí phù hợp với sắc màu đỏ đun này. Những chi tiết màu đỏ mạnh mẽ trên mặt số được thiết kế để tạo sự tương phản với những chi tiết máy của Caliber Unico Hub 124 phía sau, có thể quan sát dễ dàng do mặt số được thiết kế dạng skeleton. Người dùng cũng có thể quan sát dễ dàng được bộ máy này qua mặt kính sapphire ở phía sau. Toàn bộ thiết kế của đồng hồ cũng được bao trọn trong sắc đỏ đun, bao gồm cả dây đeo cao su cũng màu đỏ. Vâng, và có thể nói là một thiết kế vô cùng ấn tượng, vô cùng bắt mắt và chắc chắn sẽ khiến cho bạn trở nên rất nổi bật. Điều đặc biệt không chỉ là ngoại hình mà đó còn cả là một câu chuyện kỳ công, tinh xảo trong chế tác và sáng tạo về chất liệu của Hublot. Các khán giả hãy để lại cảm nhận của mình về siêu phẩm này ở phần bình luận bên dưới cùng với chúng tôi. Đừng quên like và subscribe channel. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đến ngay với các showroom của XWatch để lên tay sản phẩm. Chúng tôi đảm bảo 100% hàng chính hãng, bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ với cả lỗi của người dùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.